Sau một tuần đưa vụ án ra xét xử, vụ vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sáng hôm nay 29 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm vụ án. Theo đó, luận tội 36 bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng từ 7 đến 8 năm tù, bị cáo Lê Quang Hào 6 đến 7 năm tù. Đây là hai cựu phó tổng giám đốc VEC. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Việt Hưng, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 9 đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công tố khẳng định dù có đủ cơ sở để buộc tội các bị cáo như là cáo trạng truy tố. Theo cáo trạng, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km, trong đó giai đoạn 1 của dự án dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác và an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tiến hành nghiệm thu thanh toán số tiền hơn 811 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước, gây bức xúc cho dư luận nên cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Chuyển sang những vấn đề thời sự đáng quan tâm khác. Sáng hôm nay 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là Công ty Nhật Cường, theo đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của công ty Nhật Cường đã thu lợi bất chính 221 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can cầm đầu là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn. Trong đơn kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã kháng nghị bản án. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng đưa công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, buộc công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước, không buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghề khai thác hải sản và đời sống của ngư dân. Tại nhiều địa phương ven biển, nhiều ngư dân đã không còn mặn mà ra khơi, tàu cá nằm bờ la liệt, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Vừa cập bờ sau gần nửa tháng ra khơi, tàu của ông Trần Văn Sông khai thác được hơn 8 tấn hải sản các loại. Thế nhưng, ông cũng như bạn tàu đều không mấy phấn khởi. Bởi mỗi chuyến ra khơi, tàu ông phải tốn hết 3.000 lít dầu, trong khi giá xăng dầu đang tăng cao mà giá hải sản lại rẻ, khiến cho chuyến biển này của ông, dù bội thu, vẫn thua lỗ. Hiện tại thì bây giờ dịch bệnh nó khó khăn. Có mắm là người dân mua thì nó cũng còn thiệt. Ví dụ như là khó khăn mà buôn bán, nhưng mà bây giờ dầu mỡ nó lên thì người dân đi làm nó cũng gặp nhiều khó khăn gì cái thu nhập. Tuy rằng thu nhập thì nó cũng bình thường, nhưng mà dầu mỡ nó lên quá thì cái công lao động của anh em là của ngư dân là nó bị hạn hẹp lại, nó bị thu sút cái tiền thu nhập. Nhiên liệu chiếm từ 50 đến 70% chi phí của mỗi chuyến biển. Vì vậy mà giá xăng dầu tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho hoạt động khai thác hải sản. Nhiều ngư dân không còn mặn mà chuyện ra khơi, thậm chí chấp nhận để tàu nằm bờ nhiều tháng trời vì càng ra khơi thì càng thua lỗ. Giá dầu lên cao thì tụi làm khó ra tiền lắm. Giá dầu nó rẻ rồi là nhà nước xem xét lại tình hình rồi. Chứ ra khơi đây càng ngày cá mực đó nó rất là rẻ. Mà dầu lên cao là chúng tôi làm không ra tiền nấu mà để lo gia đình. Có thể là nghề biển của tôi là đi đứng. Mong nhà nước rồi xem xét lại hỗ trợ là sao chứ còn về là chết. Có mắm thì nó rẻ, quánh không dùng không đủ chi phí gì cho công lao động luôn mà.
đâu có đủ đâu, như em bây giờ em đi đây mười mấy ngày em vô đây là không đủ tiền chi phí cho lao động luôn. Việc giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến cho việc khai thác hải sản thua lỗ mà về lâu dài còn ảnh hưởng rất lớn đến nghề biển. Bởi thu nhập không cao, nhiều tàu cá nằm bờ thời gian dài khiến người lao động trên tàu cũng tìm cách chuyển nghề. Vì vậy, khi giá xăng dầu bình ổn trở lại thì tình trạng thiếu lao động tàu cá lại thường xuyên diễn ra. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nhiều loại đặc sản cây có múi nổi tiếng như là cam khe mây, cam bù hương sơn, cam giòn thượng lộc hay là bưởi phúc trạch. Trong những năm qua, người dân địa phương đã không ngừng mở rộng diện tích, xây dựng quy trình sản xuất cam theo quy trình Việt Gáp nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Cam, bưởi đã trở thành cây kinh tế chủ lực giúp cho người dân các huyện miền núi Hà Tĩnh thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Đã bao đời gắn bó với việc trồng cam khe mây, thế nhưng mỗi khi đến mùa thu hoạch, ông Đinh Văn Nhâm ở xã Hương Đô vẫn luôn trăn trở tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ khi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, gia đình ông đã tạo ra những sản phẩm cam sạch tiêu thụ khá tốt. Vườn chúng tôi là sản xuất theo hướng Việt Gáp, thì sử dụng các cái phân bón như phân hữu cơ, như phân bón phân vi sinh, phân phong danh là chủ yếu, kể cả thuốc bảo vệ thực vật hiện tại bây giờ chúng tôi không sử dụng. Còn tại vườn cam của hộ ông Phượng ở xã Đức Diễn, huyện Vũ Quang, mỗi năm vườn cam rộng 4 hectare này cho thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng. Để nâng cao năng suất, giá trị cho quả cam, ông Phượng đã sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, đảm bảo an toàn. Người dân là tuân thủ nghiêm ngặt với cái Việt Gáp, thì phân bón đầu tư hợp lý. Chính vì lẽ đó mà cái cam ở đây nó tạo lên cái độ ngọt và có độ thơm và cái độ sạch, cho nên là đi ra thị trường là họ rất ưa chuộng. Chúng tôi đang tập trung xây dựng thương hiệu cho cam Vũ Quang, và hiện nay cam Vũ Quang đã được cục trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ là công nhận là thương hiệu cam tập thể. Quá trình đó thì chúng tôi rất chú trọng đến từ khâu sản xuất, quy trình sản xuất cũng như là xây dựng các cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp này, ô cốp này, rồi là kết nối thị trường. Từ diện tích vài trăm hecta, đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh đã có khoảng 10.000 hecta trồng cam bưởi, trong đó có 7.500 hecta cam cho thu hoạch với sản lượng ước đạt trên 65.000 tấn. Các sản phẩm cam bưởi của Hà Tĩnh đã chinh phục các chuỗi siêu thị lớn như Vinmart, Copmart và xuất khẩu ra nước ngoài. Riêng cái cam năm nay với quy mô sản lượng lớn như vậy, nhưng mà Hà Tĩnh vẫn tin được thuyết phục thị trường bằng chất lượng, bằng cái tiêu chuẩn nông nghiệp sạch. Vừa nãy chúng tôi đã thực hiện số hóa gần như hết toàn bộ cái diện tích mà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tức là trên quy mô trên 1.800 hectare. Bằng sự cần cù lao động, sáng tạo, người dân Hà Tĩnh đã sản xuất ra những sản phẩm cam bưởi chất lượng cao, mang hương vị ngọt thanh, thơm mát, đem đến cho người dùng cảm giác khó quên. Cây cam, cây bưởi hôm nay từng bước giúp người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.